chào cả lớp mình nhá. Hôm nay cô sẽ dạy chúng mình học bảng chữ cái nhé. Bảng chữ cái nhé các em nhé. Cô giáo sẽ dạy cả lớp chúng mình bảng chữ cái này. Mình chú ý nhá, nghe cô giáo dạy nhá. Mình sẽ chú ý nghe cô giáo dạy nhá, và cô giáo đọc cho chúng mình nhá. Sẽ học vào chủ đề chủ điểm gia đình này. Cô sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Ngôi Nhà nhá, của nhà thơ Tô Hà này. Em yêu nhà em, hàng xoan trước ngõ, hoa sao xuyến nở như mây từng chùm. Em yêu tiếng chim đầu hồi lảnh lót, mai vàng thơm phức dạ đầy sân phơi. Em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước bốn mùa chim ca. Nhà thơ Tô Hà đã tả ngôi nhà của chúng ta nha các em. Ngôi nhà của chúng ta nhá, ngôi nhà rất là thân thương phải không các em? Ai dù ai đi đâu về đâu thì cũng vẫn muốn về ngôi nhà yêu quý của mình đúng không các em? Kể cả cô vậy thôi, cô đi đâu thì đi, nhưng mà đến cô rất muốn về nhà. Về nhà chúng ta có bố mẹ, ông bà và cô chú anh em, nên là chúng ta đi đâu chúng ta cũng vẫn muốn về nhà chúng ta nhé. Em yêu nhà em, hàng xoan trước ngõ, hoa sao xuyến nở như mây từng chùm. Nhà thơ Tô Hà tả ngôi nhà của chúng ta này có hàng xoan trước ngõ ấy. Hoa sao xuyến nở, mùa hoa xoan nở rất là đẹp nhé. Hoa xoan có những cánh hoa nhí nhỏ màu hơi xinh tí, rất là đẹp luôn đây em ạ. Hoa xoan tuy là rất là nhỏ nhưng mà có những cánh hoa rất là đẹp nhé, màu hơi tím tím. Em yêu tiếng chim đầu hồi lảnh lót, mai vàng thơm phức dạ đầy sân phơi. Học sinh à, toét. Em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước bốn mùa chim ca. Nhà chúng ta làm bằng gỗ bằng tre thì rất là mát. Đấy là những ngôi nhà của thời những năm 70 thôi các em ạ. Bây giờ thì chúng ta toàn là nhà xây hết. Chúng mình đọc lại, cô giáo đọc lại một lượt nữa nhá. Em yêu ngôi nhà hàng xoan trước ngõ, như mây từng chùm. Em yêu tiếng chim đầu hồi lảnh lót, mai vàng thơm phức xạ đầy sân phơi. Em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước bốn mùa chim ca.